Cô và bạn trai yêu nhau 10 năm chưa từng nói một lời nào. Bạn bè anh ta đều tò mò không biết một người câm có gì tốt. Để chứng minh, tối hôm đó anh ta đã đưa Tiểu Tam về nhà. Nhưng cô thậm chí còn không thèm nhìn anh ta lấy một cái, tiếp tục làm việc của mình. Bởi vì cô đã ràng buộc với hệ thống câm, chỉ cần 10 năm không nói chuyện với anh ta, cô có thể thực hiện được một điều ước. Nhưng điều ước này không liên quan gì đến anh ta, bởi vì cô chưa bao giờ yêu anh ta. Hôm đó, vừa bước vào cửa, cô lập tức nhận ra có điều gì đó bất thường. Giày cao gót lộn xộn ở lối vào và phòng khách bừa bộn. Rõ ràng như muốn nói gì đó, cô bình tĩnh ngồi xổm xuống, thầm lặng sắp xếp lại giày dép. Khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, cô thấy một người phụ nữ yêu kiều đứng ở cửa phòng ngủ. Cô ta dùng ngón tay gỡ tóc bên má, ánh mắt mang theo vẻ thích thú nhìn cô, nói: "Người giúp việc." Cô không để ý đến cô ta, đi thẳng vào phòng làm việc lấy đồ của mình, nhưng cô ta không chịu buông tha, đi chân trần theo sau, liên tục dùng chuyện của Hứa Trường Ngôn để chọc giận cô. Nhưng cô hoàn toàn không quan tâm, vì thời hạn ràng buộc hệ thống của cô sắp kết thúc. Chỉ cần thêm 3 ngày nữa, cô sẽ có thể rời khỏi Hứa Trường Ngôn. Suốt thời gian này, cô vẫn luôn thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chuyển đi. Những vật dụng quan trọng mà cô để lại trong nhà Hứa Trường Ngôn vốn đã rất ít. Chỉ cần mỗi ngày lấy đi một ít, anh ta sẽ không phát hiện ra. Cô ngồi xổm trước tủ nhỏ trong phòng làm việc, lật tìm chiếc vòng tay của mình, nhưng dù có cố gắng thế nào, vẫn không thể tìm thấy. Lúc này, người phụ nữ phía sau nhẹ nhàng lắc cổ tay, cùng với tiếng leng keng giòn tan, cô ta hỏi: "Cô đang tìm cái này à?" Trái tim cô bỗng trùng xuống, cô quay đầu nhìn lại, phát hiện chiếc vòng tay đó đang đeo trên cổ tay cô ta. "Hứa thiếu tặng tôi hôm qua, lúc đầu tôi còn chê không đủ tốt, nhưng bây giờ lại thấy chiếc vòng tay này càng nhìn càng thuận mắt. Quả nhiên, thứ gì cũng phải có người tranh giành mới càng trở nên quý giá. Đúng không, Hứa Trường Ngôn, cô cứ lấy đi, nhưng trả lại vòng tay cho tôi." Cô vội nhập một dòng chữ trên điện thoại, đưa đến trước mắt cô ta. Cô ta nhìn xong, thản nhiên tháo vòng tay ra, nói với vẻ hơi tiếc nuối: "Được rồi, cứ coi như là tiền chia tay mà Hứa thiếu đưa cho cô vậy." Cô đưa tay ra, đang định nhận lấy chiếc vòng tay từ tay cô ta. Thế nhưng, cô ta lại cười, rồi bất ngờ ném chiếc vòng tay lên cao. Không kịp suy nghĩ, cô gần như theo bản năng dùng cơ thể để đỡ. Kết quả là lưng đập mạnh vào góc bàn sắc nhọn của tủ gỗ trong phòng làm việc. Cơn đau dữ dội khiến cô nhất thời ngạt thở, co rúm người lại, nằm bất động trên sàn, tay nắm chặt chiếc vòng tay đã bảo vệ cô trước khi ngã. Tiếng động lớn đánh thức Hứa Trường Ngôn đang ngủ. Anh ta rất hay cáu kỉnh khi ngủ dậy, chưa thấy người đâu đã nghe thấy tiếng gầm, ồn ào cái gì. Anh ta đi đến cửa, thấy cô nằm trên sàn với khuôn mặt tái nhợt. Anh ta cười chế nhạo: "Bình thường cô không phải rất rộng lượng sao? Tôi chỉ để Liễu Liễu ở đây một đêm thôi, cô đã ghen đến mức đánh nhau với cô ta rồi à?" Người phụ nữ tự xưng là Liễu Liễu đắc ý khoác tay anh ta: "Không, không, không, vừa nãy em trượt tay suýt làm rơi mất chiếc vòng tay. May mà cô ta lao tới đỡ nên không bị vỡ." Hứa Trường Ngôn nhướng mày, đi đến ngồi xổm bên cạnh cô, cố lấy chiếc vòng tay của cô, nhưng cô vẫn không chịu buông tay, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Cô nghiến răng lắc đầu từ chối, khuôn mặt anh ta tối sầm, trong ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Anh ta gầm lên: "Buông ra, Hứa Trường Ngôn có thể lấy đi bất cứ thứ gì của cô, chỉ riêng chiếc vòng tay này thì không được." Họ giằng co tại chỗ, ánh mắt anh ta liếc xuống chiếc điện thoại rơi trên sàn, ngay lập tức bị màn hình vẫn sáng thu hút. Hứa Trường Ngôn buông tay cô: "Tôi cầm lấy điện thoại, nhìn kỹ dòng chữ trên đó, giải thích xem thế nào là giả tạo." "Hứa Trường Ngôn, cô cứ lấy." Thấy vậy, Liễu Liễu lập tức tiến lên, tỏ lòng trung thành với Hứa Trường Ngôn. Cô ta chưa bao giờ thực sự yêu anh, còn em thì luôn chỉ đặt anh trong tim. Lời nói của Liễu Liễu khiến Hứa Trường Ngôn tức giận, cô ta thậm chí còn không biết mình đã làm gì sai mà chọc giận anh ta. Hứa Trường Ngôn tức giận ném Liễu Liễu ra khỏi nhà, nổi cơn thịnh nộ trong nhà. Cô đã theo anh ta 10 năm, đã quen với tính khí thất thường của tên điên này. Khi anh ta đang phát điên, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Sau khi đuổi người đi, Hứa Trường Ngôn bình tĩnh lại một chút. Anh ta ngồi trên ghế sofa trong phòng khách châm một điếu thuốc. "Tôi nghĩ nếu đưa người về, ít nhất cũng sẽ thấy cô có chút ghen tuông, không ngờ cô chỉ quan tâm đến cái vòng tay nát kia. Dù anh trai tôi đã chết 10 năm, tôi vẫn không bằng một chiếc vòng tay của anh ta, phải không?" Cô đứng ở lối vào, khựng lại một chút, nhẹ nhàng lắc đầu rồi bước đi. Không phải anh ta có thể thắng, mà là trong lòng cô, giữa hai người họ, vốn dĩ không có gì để so sánh. 10 năm trước, cô đột nhiên mất tiếng, không thể nói chuyện được nữa. Bất kể lúc nào, ở đâu, cô đều âm thầm đi theo Hứa Trường Ngôn, luôn sẵn sàng phục vụ. Cô nhìn anh ta thường xuyên ra vào những nơi ăn chơi, những người xung quanh anh ta đến rồi đi, thay đổi liên tục. Anh ta cố dùng những thứ này để kích thích cô, nhưng cô vẫn im lặng như giọng nói của mình. Hôm đó, anh ta uống rượu với một nhóm công tử bột, họ trêu chọc Hứa Trường Ngôn có gu thẩm mỹ độc đáo, thậm chí còn nuôi một cô gái câm bên cạnh. Hứa Trường Ngôn liếc cô một cái, thấy cô im lặng trong góc, anh ta cười lạnh: "Cô ta không nói được nên mới có thể nhẫn nhịn hơn người khác. Ngoài cô ta ra, còn ai có thể chịu đựng được tôi như cô ta?" Nghe anh ta nói xong, những người đó cùng nhau cười ồ lên. Cô cúi đầu, thầm đếm ngược thời gian hệ thống ràng buộc. Cô chưa bao giờ thích Hứa Trường Ngôn, nếu không phải vì mong muốn đó, ở bên anh ta một ngày, cô cũng thấy buồn nôn. Còn mong muốn đó, từ đầu đến cuối đều không liên quan đến anh ta. Cô cầm chiếc vòng tay, tại mua một bó hoa, lái xe đến nghĩa trang liệt sĩ. Bia mộ của Hứa Cẩn Ngôn sạch sẽ đến mức gần như không có một hạt bụi. Mặc dù vậy, cô vẫn theo thói quen lấy khăn tay trong túi ra, cẩn thận lau chùi ngôi sao 5 cánh màu đỏ trên bia mộ. Anh là anh trai cùng cha khác mẹ của Hứa Trường Ngôn, hoàn toàn khác với Hứa Trường Ngôn, một tên khốn nạn từ đầu đến chân. Hứa Cẩn Ngôn là người tốt bụng nhất mà cô từng gặp trong đời, nhưng không hiểu sao những người tốt dường như luôn không sống lâu. Ngày Hứa Cẩn Ngôn mất, cô đã đợi anh ở bến Victoria cả đêm. Họ hẹn nhau cùng đi xem pháo hoa đêm giao thừa, nhưng anh đột nhiên muốn nhận được tin tức,
nên không thể đến được. Pháo hoa nở rộ ở bờ bên kia, chiếu sáng cả bầu trời, dòng người từng đông đúc như pháo hoa nở rộ, nhưng cuối cùng theo thời gian trôi đi cũng dần tan biến. Chỉ còn lại sự lạnh lẽo, cô một mình đứng đến sáng, anh vẫn không xuất hiện. Aben gọi điện cho cô, tên này luôn thay anh truyền tin. Hắn nói với cô, Hứa Cẩn Ngôn hỏi cô pháo hoa có đẹp không, hỏi cô có phải lại khóc nhòe mặt không. Hứa Cẩn Ngôn thông minh đến mức ngay cả chuyện sau khi chết của mình cũng có thể dự đoán chính xác. Chỉ có điều, không ngờ chấp niệm của cô lại sâu sắc đến vậy. Đã là trời muốn chia lìa đôi lứa, người tốt yểu mệnh, vậy thì cô phải nghịch thiên cải mệnh, thay đổi tất cả những điều này. Chú Lý trông coi nghĩa trang vừa vặn nhìn thấy cô, nên chào hỏi cô Vạn, dạo này cô thường đến đây nhỉ? Cô mỉm cười gật đầu đáp lại, vâng, vài ngày nữa cô có thể đưa anh ấy về nhà rồi. Cô muốn hồi sinh Hứa Cẩn Ngôn, vì vậy đã rời khỏi nghĩa trang. Cô không về nhà Hứa Trường Ngôn, căn hộ nhỏ mà anh đã mua cùng cô khi còn sống. Mới là nơi cô đến, nơi này gần như đã tiêu hết toàn bộ tiền tiết kiệm của họ. Khi Hứa Cẩn Ngôn mất, nơi này vẫn chỉ là một căn phòng thôi. Những năm qua, cô luôn tiết kiệm chi tiêu, dùng tiền lương của mình để hoàn thiện từng chút một căn nhà. Từ thảm trải sàn đến bàn ghế, rồi đến từng chiếc đèn sưởi, tất cả đều được lựa chọn cẩn thận theo sở thích của họ. Chỉ cần anh trở về, nơi đây mới thực sự trở thành một ngôi nhà. Đêm tĩnh lặng, bỗng vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp, đặc biệt chói tai. Cô đứng dậy, nhìn qua mắt mèo thấy Hứa Trường Ngôn cầm chai rượu trên tay. Mặt anh ta đỏ bừng, bước chân loạn choạng, miệng liên tục hét mở cửa. Cô lập tức cau mày, vội tắt đèn trong phòng, giả vờ như không có ai ở nhà. Hứa Trường Ngôn thấy gõ cửa không có ai trả lời, cười lạnh buông chai rượu xuống, đá mạnh vào cửa. Cô dựa vào cửa, cảm nhận được sự rung chuyển dữ dội, trong lòng không khỏi run lên. Tôi đã đợi ở dưới nhà nửa tiếng, sớm đã thấy đèn phòng em sáng, biết em ở trong đó, nhanh mở cửa, nếu em không mở cửa, chúng ta chia tay, tôi chỉ đếm đến 3. Đây là thủ đoạn đe dọa quen dùng của Hứa Trường Ngôn. Mỗi khi họ có bất đồng hoặc mâu thuẫn, anh ta luôn dùng lời chia tay để đe dọa cô. Cô không thể rời xa anh ta, vì vậy, lần nào cũng phải nhượng bộ. Chiêu này đối với anh ta luôn hiệu quả. Tiếng đếm ngược của Hứa Trường Ngôn như một con dao cùn, chậm rãi cắt vào trái tim cô. Chỉ còn 3 ngày, cô tuyệt đối không thể chia tay anh ta, nếu không mọi nỗ lực sẽ tan thành mây khói. Cô hít một hơi thật sâu, nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài, rồi lập tức đóng cửa lại. Vì không muốn để Hứa Trường Ngôn lên lầu, cô chỉ còn cách tự mình xuống. Đèn hành lang lúc sáng lúc tối, khuôn mặt Hứa Trường Ngôn phần lớn chìm trong bóng tối. Ánh mắt anh ta lóe lên, giọng điệu trở nên đặc biệt vui vẻ. Tôi biết mà, em sẽ không rời xa tôi. Dáng người cao lớn của anh ta dễ dàng dùng một tay giam cô vào góc sau cánh cửa. Mùi rượu nồng nặc khiến cô khó chịu. Cô quay đầu tránh né sự gần gũi của anh ta. Động tác của Hứa Trường Ngôn dừng lại, không biết nghĩ đến điều gì. Anh ta cười khẽ, chẳng lẽ vì đứng trước nhà anh trai tôi, em muốn giả vờ trinh tiết liệt nữ cho anh ta xem. Lời nói của anh ta luôn cay nghiệt như vậy. Cô cố gắng hết sức để bản thân bình tĩnh, nhưng vẫn không kìm được muốn tát anh ta một cái. Ban đầu hai người đúng là rất hợp nhau, một người giả vờ thanh cao không muốn ở bên tôi, nhưng sau khi anh trai tôi mất, cô ta lại chạy đến tìm tôi, theo đuổi tôi 10 năm, còn một người thì giả vờ lạnh lùng, kiên quyết không chịu nhận tôi, lại muốn đi làm cảnh sát, kết quả là ngay cả hài cốt cũng không tìm thấy. Nếu anh tôi dưới suối vàng biết tôi đã chiếm đoạt được em nghĩ anh ta sẽ có biểu cảm như thế nào? Không kìm được, khi Hứa Trường Ngôn còn muốn nói tiếp, cô đã tát thẳng vào mặt anh ta. Cô tức đến run cả người, cô không quan tâm đến bất kỳ lời buộc tội nào của Hứa Trường Ngôn đối với cô. Nhưng anh ta là người không có tư cách nhất trên thế giới này để chỉ trích Hứa Cẩn Ngôn. Hứa Trường Ngôn trong tập đoàn tài chính khổng lồ của nhà họ Hứa, từ nhỏ đã được cưng chiều và yêu thương, nhưng Hứa Cẩn Ngôn thì khác. Anh và cô đều lớn lên trong cô nhi viện. Vừa mới đến cô nhi viện, cô không dám giao tiếp với bất kỳ ai. Mặc dù trong viện toàn là trẻ em, nhưng vì nguồn lực có hạn, nên tất yếu hình thành nên quy luật mạnh được yếu thua. Phần thức ăn đáng lẽ thuộc về cô, luôn bị những đứa trẻ cao hơn một chút cướp mất. Họ chỉ ném cho cô chiếc giường ẩm ướt hôi thối, còn bắt cô làm những công việc bẩn thỉu mà mọi người đều ghét. Lâu dần, toàn thân cô nổi đầy những nốt phát ban, trở thành đứa trẻ gầy yếu nhất trong cô nhi viện. Mỗi lần có người đến nhận nuôi nhìn thấy cô, đều nhíu mày bỏ đi. Những đứa trẻ lần lượt được nhận nuôi, nhưng cô luôn là đứa trẻ bị bỏ lại. Viện trưởng nhìn cô, lắc đầu, đặt cho cô một cái tên mới. Ông ấy nói, gọi là Vạn Nhất đi. Vạn Nhất có người nhận nuôi, Vạn Nhất có ngày đi xa. Cái tên của cô như một khái niệm xa vời. Điều này cũng định sẵn cho cuộc đời cô, dù theo đuổi điều gì, luôn thiếu một chút may mắn. Cho đến khi cô nhi viện sáp nhập với một cô nhi viện khác, nhiều đứa trẻ xuất sắc hơn cô liên tục xuất hiện, tỷ lệ cô bị bỏ rơi và bắt nạt cũng tăng vọt. Đêm hôm đó, cô quyết định bỏ trốn, trốn trong đám cỏ đầy ruồi, nằm phục cả một ngày, nắng nóng như thiêu đốt, đôi môi khô nứt khiến cô gần như kiệt sức. Cuối cùng khi họ từ bỏ việc tìm kiếm, tắt đèn đi ngủ, cơ hội của cô đã đến. Cô treo tấm ga giường xé thành những dải vải lên tường rào. Tuy nhiên, khi còn chưa đến 20cm nữa là lên đến đỉnh tường rào, tấm vải đột nhiên nứt, cô ngã mạnh từ trên tường rào xuống, gãy một chân. Cô vẫn bị bắt trở về. Viện trưởng dùng roi tre đánh cô một trận, rồi nhốt cô vào phòng giam. Đến giờ mở cửa, người đón cô là một cậu bé lớn hơn cô vài tuổi. Anh điềm đạm không giống một đứa trẻ, mặc dù vẻ ngoài vẫn còn đôi chút trẻ con, nhưng khi nói về lý lẽ lại tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Anh nói với cô, muốn rời khỏi đây, trước tiên phải từ bỏ ý định bỏ trốn. Sau đó, anh dạy cô cách phản kháng, giành lại những thứ vốn thuộc về cô. Còn cô thì giúp anh chăm sóc những chú mèo hoang, cùng không có nhà như họ ở trong sân sau. Anh sẽ dành dụng tất cả số lần lao động trong một năm, chỉ để đổi cho cô một chiếc bánh kem sinh nhật đầy kem. Cô dần cảm thấy tò mò về anh, nên đã hỏi, anh không có khuyết điểm, cũng không có bệnh tật, ngoại hình cũng không tệ, sao lại không có ai nhận nuôi?
Anh nói mình vẫn luôn đợi mẹ đến đón. Mỗi khi có người đến nhận nuôi, anh sẽ giả vờ ngốc nghếch và ốm yếu, cố gắng hết sức để bị bỏ lại. Bởi vì chỉ có như vậy, anh mới có thể đợi được đến ngày mẹ đến đón. Cô đùa cợt nói, vì không có ai muốn nhận nuôi chúng ta. Hãy làm bạn với nhau đi, cứ coi như là nhận nuôi lẫn nhau vậy. Cho đến ngày đó, một nhóm người trông có vẻ giàu có xuất hiện. Anh nhét chiếc vòng tay vào tay cô, sau đó đẩy mạnh cô từ phía sau, đẩy cô ra ngoài. Cô vô thức quay đầu nhìn lại, nhưng thấy anh không chút do dự quay người chạy về phía tầng hầm. Trốn đi, nhóm người kia thấy chiếc vòng tay thì mừng rỡ khôn xiết. Hoàn toàn không để ý đến sự phản kháng của cô, trực tiếp đưa cô đi. Sau đó cô mới biết, bọn họ đều là người nhà họ Hứa. Hóa ra ông cụ Hứa năm đó có một mối tình đầu. Hai người dùng một chiếc vòng tay làm vật đính ước. Sau đó ông cụ Hứa vì hôn nhân gia tộc đã bỏ rơi bạn gái đang mang thai, kết hôn với người khác. Ông cụ Hứa đợi đến khi về già nắm trong tay quyền lực tối cao, bỗng muốn tìm lại mẹ con mà ông vẫn luôn áy náy. Sau khi tìm hiểu mới biết, bạn gái ông đã qua đời sau vài năm sinh con, còn đứa trẻ thì được đưa vào cô nhi viện, thậm chí ông còn không hỏi rõ đứa trẻ là trai hay gái. Mà ông cụ Hứa muốn tìm chính là người vẫn luôn ở bên cạnh cô. Hôm đó cô mới biết anh tên là Hứa Cẩn Ngôn, rất căm ghét nhà họ Hứa, từ chối đi cùng họ. Nhưng trong lòng anh cũng hiểu, nhà họ Hứa rất giàu có, thêm vào đó ông cụ Hứa lại mang trong lòng sự áy náy, chắc chắn sau khi được nhận nuôi sẽ được sống sung sướng. Hứa Cẩn Ngôn đẩy cô ra ngoài, mong cô có thể thay anh hưởng hạnh phúc. Tuy nhiên lúc đó anh chỉ là một đứa trẻ, đã đánh giá thấp sự cảnh giác của ông cụ Hứa. Ngày đầu tiên trở về nhà họ Hứa, họ đã trực tiếp tiến hành xét nghiệm ADN. Sau đó câu chuyện này kết thúc khi cô một lần nữa bị đuổi đi. Sau khi ông cụ Hứa lấy lại được chiếc vòng tay, ông cưỡng ép đưa Hứa Cẩn Ngôn từ cô nhi viện về. Nếu như kết thúc ở đây, cô ngược lại sẽ cảm thấy trọn vẹn. Những hơi ấm từng ngắn ngủi có được sẽ cứu rỗi cô hàng trăm lần trong những đêm tối lạnh lẽo. Nhưng nếu cứ mãi nắm chặt trong tay, nó sẽ xuyên qua da thịt, khiến người ta đau đớn không chịu nổi. Cô tên là Vạn Nhất, trong tên luôn thiếu đi một chút may mắn. Năm 19 tuổi, để kiếm tiền đóng học phí và sinh hoạt phí, cô đã chọn nghỉ học, đi làm thêm ca đêm tại một cửa hàng tiện lợi 24 giờ. Vào ngày cô trực ca đêm, khi đồng nghiệp giao ca đã đặc biệt nhắc nhở cô, gần đây khu này có vẻ không được yên ổn, cô tự chú ý nhiều hơn. Dưới gầm bàn có chuông báo động, cô đáp lại một tiếng, nhưng thực tế không để tâm lắm. Cửa hàng tiện lợi về đêm rất yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng chuông cửa reo. Cô vô thức mở miệng chào mừng quý khách, không khí thoang thoảng mùi máu tanh. Điều này khiến cô lập tức cảnh giác, tim đập thót. Cô đứng trước quầy thu ngân, tay đã lặng lẽ đặt lên chuông báo động bên dưới. Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi hoa màu đỏ sẫm thường thấy của dân chơi địa phương, bên ngoài khoác một chiếc áo vest rộng rãi, trán anh ta toát mồ hôi lạnh, tóc ướt đẫm, khuôn mặt tái nhợt, trông vô cùng đau đớn. Anh ta lảo đảo đi đến trước quầy thu ngân, bốp một cái đặt xuống một tờ tiền, nhíu mày nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh nói, nghe tôi nói trước. Tay cô đặt trên chuông báo động, vẫn không có động tĩnh, tiếp tục lắng nghe những lời tiếp theo của anh ta. Anh ta ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt dừng lại trên người cô, thần sắc hơi khựng lại. Cô rất nhạy cảm với ánh nhìn của người khác, lập tức nhận ra anh ta đang nhìn vết sẹo trên trán cô. Đó là vết sẹo khi cố gắng trốn khỏi cô nhi viện, không cẩn thận ngã từ trên tường rào xuống. Bình thường cô dùng tóc mái che đi, nên hầu như không ai để ý. Người đàn ông im lặng một lúc, từ dò xét nói, Vạn Nhất, chúng ta còn có thể gặp lại nhau sao? Khi số phận ập đến, không ai có thể lường trước được đó là ân huệ hay trừng phạt, chỉ có thể chấp nhận sự tất yếu của nó. Cô và Hứa Cẩn Ngôn không có thời gian hàn huyên, vì nhóm người đi theo anh đã đến gần. Vị trí của kho hàng rất kín đáo, cô đã giấu anh vào đó. May mà chuông báo động dưới quầy thu ngân đã giúp ích rất nhiều. Khi họ lấy cổ cô, ép hỏi tung tích của Hứa Cẩn Ngôn, cô đã dùng hết sức ấn chuông báo động. Tên cầm đầu tức giận mắng đàn em, định dùng súng bắn chết cô. Mắng hắn ta điên rồi. Đèn cảnh sát lóe lên, chúng hoảng loạn tháo chạy khỏi cửa hàng tiện lợi. Cô vội chạy đến kho bật đèn, vết thương ở bụng dưới của Hứa Cẩn Ngôn máu chảy như suối. Anh đã mất ý thức vì đau đớn. Cô vội vén áo anh lên, muốn tranh thủ trước khi xe cứu thương đến, dùng đồ trong cửa hàng tiện lợi băng bó tạm thời cho anh. Cơ thể Hứa Cẩn Ngôn nóng ran, trên vòng eo săn chắc chỉ chít những vết sẹo cũ, ngoài vết thương mới này còn rất nhiều vết thương cũ chẳng chịt. Anh mơ mơ màng màng dặn cô, dù thế nào cũng không được đưa anh đến bệnh viện. Cuối cùng cô đưa anh về nhà, dùng số điện thoại anh đưa để liên lạc với người đến giúp đỡ.